Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay mình tiếp tục đi xoay ớt nữa cả nhà ơi. Xoay hổm gài thất bại hoài à. Bữa nay sẽ tiếp tục xoay nữa. Xoay lúa non nữa nha cả nhà. Rồi cái thùng mình đây cả nhà ơi, với chiếc xe mình đây nè. Mình đi với anh em mình nó đi lên kia rồi. Bữa nay mình xoay bắt cua với bắt ếch luôn cả nhà ơi. Chứ ếch giờ mình cũng hầm hinh quá rồi sao mà không thấy gì chứ. Thôi để mình đi tiến hành mình bắt mình cho cả nhà xem nha cả nhà. Này mình xô ếch với xô cua luôn. Có gì mình quay nấy nha cả nhà. Đây cua cả nhà. Cua còn bự nữa cả nhà. Thấy chưa? Bắt được hai con trong này à. Bành bành không. Đây cặp ếch nè cả nhà ơi. Nhô cao quá mà không biết cặp bự không nha. Ếch cái cũng dưới cũng bự nha nhà. Mệt rồi. Đây. Đó nó bự nha nhà. Cái bành kia nha nhà. Được tập đầu tiên. Đây cua cả nhà. Cua chạy lúa non này cua bự bự không cả nhà ơi. Cua trên ruộng cua bành bành không nè, bành bành ế ới không. Con cũng nè, cua còn bành bành không nè. Ui da 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 da. Ui cô cần bự không đợi mình cái muốn chết luôn. Kẹp này đó tức cả bỏ ra nhiều. Hai con chợ đâu đâu hai con luôn. Nói chung chung nhủi nè cả nhà ơi. Nhủi luôn dữ gãy lên ai không lên luôn ai. Ủa ơi, nó ăn con lươn cả nhà ơi. Ý nè hèn chi gãy mới không lên luôn, bắt bỏ vô luôn. Ông chị buông luôn rồi nè. Buông à. Cua nó ăn luôn cả nhà ơi. Để anh ngừng máy đi tiếp nha nhà. Đây cua nó cả nhà. Rồi nó
bò xuống đây. Bò xuống đây cắn rồi. Ây da, ây da, thằng ơi trời, gọi luôn rồi. Ây da, ây da, còn. À, còn nữa hả? Ôi, tẹp cũng chết luôn cả nhà ơi. Ngừng máy nha cả nhà. Qua đầu. Đây, ớt cả nhà. Nằm trong hang không biết. Nằm trong hang quá. Rồi, chắc còn ngoài cả nhà ơi. Ngoài. Trời ơi trời. Con ếch trời ơi, ếch nhỏ đó nhà ơi. Ếch dằn quét luôn. Đấy luôn. Đây có bụi cả nhà. Cua chụp má. Rồi cua. Mày con trên bờ mới nhảy xuống cả nhà. Về. Ở đây là cái nhà. Đực nha cả nhà. Đực cả nhà. Giống con này con cọc quá. Con chuột. Mới mập xuống đây là không biết phải không. Đây cái nhà, ít cái cả nhà. Rồi có đực luôn. Mà bự cái này nè. Có sức bự nó đực nè. Nói chung cả nhà ơi, chung nhỏ chứ không bự, được hai nhánh chung cả nhà ơi, chung cái đầu nó bỏ vô dễ, mình lấy cái gần nha. Thôi bây giờ mình cũng tới đây đó ngưng nghe cả nhà. Bắt được mấy con ếch vậy á.
Dư mấy anh cua dư được 2 cân chung nữa cả nhà ơi. Đây nè, mình đem lên tới cái tay à. Nghe mình này nó về trước rồi. Mình bị hết xăng luôn rồi. Đây cả nhà ơi, mấy hết. Dư số cua. Dư nãy từng gắn chung cắn lươn nữa cả nhà. Dư sau thì dính con nữa. Cua nè. Mình bắt ra thêm cả nhà ơi, cua này mình thì bắt ếch là phải bắt cua thêm mới được. Ếch giờ mất ăn quá. Thôi bye bye cả nhà nha.